À, thứ nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là sông Đà. Ok, sông Đà. Thứ hai đó chính là sông Hương. Ok, thứ ba đó chính là vợ chồng A Phủ. Thứ tư đấy chính là vợ Nhạc. Đấy, thứ năm đó chính là hồn chương ba. Ok, hồn chương ba. Đấy, thứ sáu. Ok, thứ bảy, Tây Tiến này. Ok ạ. Việt Bắc. Ok, chiếc thuyền ngoài xa. Chiếc thuyền. Rồi rừng xà nu. Đấy, những cái tác phẩm quan trọng đấy. Mà bạn quan trọng cho cô từ cái ông 6 trở lên. Được chưa? Từ cái ông thứ 6 trở lên là các bạn quan trọng giúp cô nhá. Ok, âm thanh ánh sáng hình ảnh ok chưa nhỉ? Để cô check xem. Được rồi đúng không? Ok, được rồi nhỉ. Rồi, đây chính là những cái tác phẩm mà các bạn phải cày nát bét đâu cô. Đây. Ok. Đấy, cày thật kỹ mà. Đấy, cày thật là khủng khiếp à. Đã luyện đủ các loại dạng đi. Được chưa? Có thể ok. Đấy, đây là những tác phẩm mà luyện viết thật kỹ mà. Viết thật là trơn mà. Viết gọi là không còn cái gì để viết được nữa mà. Để học thuộc từ chân tơ cho đến kẽ tóc. Học không thiếu một từ nào. Thì kiểu gì kiểu làm bài cũng tốt thôi. Ok chưa ạ? Thế nhá, đấy là điều mà các bạn cần phải chú ý về những cái tác phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần đối còn là chúng ta còn rừng xà nu và đất nước nữa. Thì hai cái tác phẩm này nó không quan trọng lắm. Thế nên là cô sẽ dạy các bạn ở cái phần sau. Khi mà các bạn họ học những cái phần quan trọng trước. Đấy, thì cái phần quan trọng của các bạn là những cái nội dung như sau. Thứ nhất đó chính là yêu cầu phụ. Đây chính là một cái mà sẽ giúp các bạn rơi sơi khoảng tầm 1 điểm. Đấy, năm ngoái thì nó 0,5 nhưng năm nay có khả năng nó là 1 điểm đấy. Ok. Đấy, 1 điểm và cô sẽ xây dựng trên cái không dàn là 1 điểm. Và yêu cầu phụ của nó thì chúng ta sẽ cùng nhau xét. Nếu như những đề thi trước đây là người ta sẽ yêu cầu bạn nhận xét về đặc sắc trong nội dung hoặc là đặc sắc trong nghệ thuật. Cô nhớ không nhầm là cô đã hướng dẫn gọi về yêu cầu phụ ở những cái tiết học đầu tiên rồi. Ở tiết thứ 5 hay tiết thứ 6 gì đấy là cô đã hướng dẫn gọi về cách viết yêu cầu phụ. Cô đúng không ạ? Tuy nhiên thì đấy chính là cái cách viết trước đây, cái cách viết cơ bản, cái cách viết và tổng kết và khái quát lại đặc sắc nội dung cũng như là đặc sắc trong nghệ thuật nhá. Trước đây thì người ta sẽ hỏi câu yêu cầu phụ sẽ xây dựng theo hướng gì ạ? Hướng thứ nhất đó chính là hỏi các bạn đặc sắc về nội dung. Đấy, đặc sắc về nội dung. Ví dụ như là nhận xét nét đặc sắc trong cách miêu tả con sông của người đó là sông Đà. Nhận xét nét đặc sắc trong cách trong quan niệm về con người của Nguyễn Tuân. Hoặc là hỏi về nét đặc hỏi các bạn về về quan niệm của Nguyễn Minh Châu về nghệ thuật. Thì đấy chính là đặc sắc trong nội dung. Đúng không ạ? Còn cái thứ hai mà người ta có thể khai thác các bạn đó chính là đặc sắc trong nghệ thuật nhá. Đặc sắc trong nghệ thuật. Ví dụ như là nhận xét tính trữ tình trong nhận xét cảm hứng lãng mạn hoặc ngòi bút lãng mạn của Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến, hoặc là nhận xét về tính dân tộc. Đấy, hoặc là nhận xét về nét đặc sắc trong thơ Tố Hữu, hoặc là nhận xét cái quan điểm ở cái nhận xét về tình huống chuyện. Thì đấy chính là đặc sắc trong nghệ thuật nữa, mà nó còn rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải quan tâm, đúng không ạ? Thế nên là khi mà cô viết quyển luận luyện đề năm 2023 đấy, có nghĩa là cuốn sách luyện đề, cái cuốn hồng sách luyện đề, thì cô sẽ thiên về những cái yêu cầu phụ như thế này đấy. Và đến tháng 4 cô sẽ ra một cuốn nữa, có nghĩa là cuối tháng 3 thì sẽ ra một cuốn, đấy chính là xử lý chuyên về yêu cầu phụ. Có nghĩa là tổng cộng lên đến khoảng tầm 150 đến 180 cái yêu cầu phụ. Đó là cuốn sổ tay xử lý yêu cầu phụ.
Đấy, có nghĩa là có những cái dạng câu khó hơn, có những cái dạng câu nó mở rộng hơn, có những dạng câu nó bao quát hơn rất nhiều. Đấy thì đấy chính là một cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi xử lý yêu cầu phụ. Yêu cầu phụ là dành cho các bạn là nhóm chuyên sâu. Chính vì các bạn là nhóm chuyên sâu nên mục tiêu của bạn là chín. Đúng không ạ? Thì cái yêu cầu phụ cũng là một cái mà các bạn phải xử lý một cách ngon, một cách xịn, một cách mịn và một cách để cho người ta cảm thấy ấn tượng đối với bài viết của các bạn. Đúng không ạ? Thì trước khi đi vào cái yêu cầu phụ thì cô muốn nói với các bạn về cấu trúc bài viết trước đã, để cho các bạn có một cái hình dung đã nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cấu trúc bài viết và các bạn nhắc lại giúp cô cấu trúc bài viết nào. Cấu trúc bài viết phần nghị luận học á. Cấu trúc bài viết phần nghị luận văn học. Đúng không ạ? Nó có giới hạn, nó có giới hạn đoạn trích không? Nghĩa là nó có giới hạn đoạn văn không? Đấy nhá. Thế bây giờ theo các bạn thì đoạn văn mục đích để làm gì? Đoạn đoạn văn là mục đích để làm gì? Theo các bạn, một đoạn văn là mục đích làm nổi một luận điểm hay là một luận cứ hay là một ý? Đấy, hay là một ý. Đấy, theo bây giờ các bạn phải định nghĩa được một đoạn văn là như thế nào. Đoạn văn theo như phần nghị luận xã hội là nó làm rõ một khía cạnh, đúng không ạ? Theo như nghị luận xã hội thì có nghĩa là nó làm rõ một khía cạnh, hay còn nghĩa là làm rõ một nội dung cụ thể. Nội dung cụ thể đấy nha. Mà luận điểm của các bạn, luận điểm để làm gì ạ? Luận điểm để làm gì? Luận điểm là làm rõ một nội dung bao quát, đúng không? Nội dung bao quát là làm rõ một ý lớn, làm rõ một ý, một ý mà trong cái ý đấy nó sẽ có nhiều ý nhỏ. Ví dụ như nói về sự trỗi dậy của Mỹ, nó chính là một nội dung. Sự trỗi dậy của Mỹ, ví dụ nhá, sự trỗi dậy của Mỹ, hoặc là sự thay đổi trong tâm trạng của chàng vào buổi sáng ngày hôm sau. Thì sự thay đổi đây chính là vấn đề, đúng không ạ? Và cái vấn đề này nó sẽ được biểu hiện qua các luận điểm, nghĩa là các ý lớn. Vậy thì ý lớn thứ nhất đó chính là thay đổi về gì ạ? Thay đổi về cảm giác. Các bạn còn nhớ anh cô chàng vào buổi sáng ngày hôm sau không? Anh cô chàng buổi sáng ngày hôm sau cảm giác thấy trong người lửng lơ như vừa người từ giấc mơ đi ra. Thì đấy chính là cái tâm trạng, đấy chính là cái cảm giác, đấy chính là cái cảm nhận của anh ấy, cảm nhận bên trong của anh ấy, cảm giác bên trong của chàng. Bên trong của chàng đó chính là cảm giác gì ạ? À, cảm giác lâng lâng, đúng không ạ? Cảm giác hạnh phúc, cảm giác như người từ giấc mơ đi ra. Thì đây chính là ý một, đúng không ạ? Còn ý hai đó chính là gì ạ? À, đó chính là thay đổi cái cảm nhận về mọi thứ xung quanh, đúng không ạ? Thay đổi cái cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Đấy. Thì anh ấy cảm giác gì ạ? À, quang cảnh này, đúng không ạ? Quang cảnh rồi đến người thân, đúng không ạ? Đến người thân. Thì ở đây rồi điểm tiếp theo đó chính là thay đổi cái gì ạ? Thay đổi về nhận thức. Đấy, thay đổi về nhận thức. Anh cu chàng ngày hôm nay không còn cảm thấy là có thể ngửa mặt lên cười trời, cười hành hạch như mọi khi nữa, mà hôm nay chàng cảm thấy mình chín chắn, cảm thấy mình nghĩa là mình trưởng thành hơn, cảm thấy mình thêm yêu và gắn bó với cái ngôi nhà. Thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là nhận thức về mái ấm gia đình, đúng không? Đấy, nhận thức về mái ấm gia đình. Về mái ấm gia đình.
về hơi ấm gia đình. Còn khi đã nhận thức xong về mái ấm gia đình rồi, hơi ấm gia đình rồi, thì chàng bắt đầu là hành động. Đấy, chàng hành động như nào? Chàng xăm xắm bước ra sân này, rồi chàng phụ vợ, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa này, thì đấy chính là hành động. Thế bây giờ chúng ta đã xác định được vấn đề, các luận điểm nói về sự vấn đề là sự thay đổi của chàng vào buổi sáng hôm sau, thì nó sẽ có 3 nội dung. Và 3 nội dung đấy chính là 3 luận điểm. Luận điểm 1 là cảm giác bên trong của chàng thay đổi như thế nào. Luận điểm thứ 2, đây là luận điểm 1 này, LD1. Còn đây chính là LD2. Đúng không ạ? Đây chính là LD3. Thì đây chính là 3 luận điểm. Thì có nghĩa rằng là mình sẽ viết thành 3 đoạn văn. Đúng không ạ? Mình sẽ viết 3 đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất là nói về cảm giác ở bên trong chàng. Đoạn văn thứ hai là nói về cảm nhận về mọi thứ xung quanh của chàng. Đấy, trong cái cảm nhận về mọi thứ xung quanh này thì có quang cảnh và có người thân. Luận điểm thứ ba đó chính là chàng đã thay đổi về nhận thức. Chàng nhận thức về mái hơi ấm của gia đình như thế nào. Xong rồi chàng hành động để thể hiện cái nhận thức của mình, cái sự trưởng thành của mình, cái suy nghĩ của mình. Thế là xét giúp cô. Cái đoạn văn thứ nhất, cái luận điểm thứ nhất, thì nếu như các bạn viết dài, nó cũng sẽ rơi khoảng tầm 1 trang. Đúng không ạ? Nếu như cái luận điểm này các bạn viết dài thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 trang. Đấy, thì nó viết thành một đoạn văn là ok. Đúng không ạ? Viết thành một đoạn văn thì là mình đồng ý. Đấy, cái luận điểm thứ hai là nói về cảm nhận của chàng về mọi thứ xung quanh. Cảm nhận về cái áng nước này, rồi cảm nhận về cái đống mùn này, rồi cảm nhận về cái ngôi nhà này, rồi cảm nhận về cái sự sạch sẽ của nó. Thì kể cả mình có viết dài đến đâu hay chăng nữa thì nó cũng chỉ khoảng rơi khoảng tầm 2/3 trang giấy thi. Đúng không ạ? 2/3 trang giấy thi. Đấy, rồi đến cảm về người thân thì mẹ của chàng thay đổi như thế nào. Mẹ của chàng hôm nay thì cảm thấy phơi phới, cả cái khuôn mặt bổng beo mọi ngày nó không còn nữa, mà thay vào đấy là một cái khuôn mặt rạng ngời. Còn người vợ của chàng thì không còn cái vẻ chao chát chỏng lỏn nữa, mà thay vào đó là một người vợ hiền thục đúng mực. Thì kể cả viết hay đâu đi chăng nữa nó cũng rơi tầm 1/2 trang. Đúng không ạ? Thì cô cứ gọi cái này là hơn 2 trang một tí. Cái này thì khoảng tầm 1 trang một tí thì mình viết thành một đoạn văn được. Nhưng sang đến cái luận điểm thứ ba, nó có hai ý rõ ràng, mà cái ý này viết cũng nhiều, mà cái ý này viết cũng nhiều. Đấy, cái ý này viết cũng rơi khoảng tầm hơn 1 trang, lớn hơn 1 trang. Đấy, rồi cái ý này mà các bạn liên hệ vào thì nó cũng lớn hơn 1 trang. Vậy suy ra cho cùng, đấy cô gọi chung chung như thế, phân tích như thế để cho bạn dễ hiểu. Cái nội dung luận điểm 3 này, nếu như bạn viết vào thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 2 trang. Đúng không ạ? Nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 2 trang. Mà nếu như mà mình để nó thành một đoạn văn thì thật sự nó hơi bị dối và nó hơi bị nhiều, và nó tạo cho người ta một cái cảm giác rất là mệt, khi ức, khi mệt khi mà viết cái đoạn văn đấy. Đó, người ta sẽ phải tự phân là chỗ nào là nhận thức về hơi ấm gia đình, chỗ nào là nhận thức về hành động. Thì chỗ này có nên tách thành hai đoạn văn không? Đấy, được chưa? Hai đoạn văn không? Thì cái chỗ cái đoạn văn đầu này sẽ nhận thức về hơi ấm gia đình, cái đoạn văn hai này sẽ nhận thức về hành động gia đình. Thì mình có nên viết thành hai đoạn văn không, hay là mình chỉ viết về một đoạn văn thôi? Đấy, bây giờ đấy là cái câu hỏi của các bạn, dành cho các bạn. Khi nào các bạn phải hiểu được là mình viết một đoạn văn này làm gì, và một đoạn văn nó sẽ biểu hiện cho cái gì, nó sẽ thể hiện cái gì, thì lát nữa các bạn vào phân tích yêu cầu phụ ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Có nên tách không? Có tách được không? Tách được, hoàn toàn tách được. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể viết một đoạn văn bao quát, xong một đoạn văn ý nhỏ, một đoạn văn ý nhỏ hơn. Nếu như các bạn đọc những bài viết mà được điểm cao ấy, và các bạn đặc biệt các bạn viết bài, đọc bài của học sinh giỏi ấy, là họ tách ra nhiều đoạn. Mỗi đoạn là một ý, mỗi đoạn là một ý. Đấy, mỗi đoạn là một ý, mỗi đoạn là một ý. Có khả năng là cái nội dung này này, cái nội dung luận điểm 3 này, người ta có một ý rơi khoảng tầm 5-6 dòng, người ta dẫn dắt vào nội dung. Xong người ta đến cái đoạn thứ, đoạn văn dài khoảng tầm 2/3 trang hoặc 1 trang, người ta viết về nội dung này. Đấy, xong người ta lại xuống dòng, người ta viết tiếp đoạn văn này. Không tin các bạn cứ đọc những bài học sinh giỏi cho cô.
Các bạn sẽ thấy và những bài viết điểm cao, và đặc biệt là cái cuốn sách xanh của cô Dương ấy. Đấy là cô tách đoạn rất rõ ràng. Vậy khi mà viết về cái sự thay đổi của anh cô chào buổi sáng hôm sau, cô viết rơi khoảng tầm 5 đoạn mà. Có đúng không? Đấy, ok xem hộ cô cái chỗ này này. Cái cuốn sách xanh của cô viết về sự thay đổi của chàng buổi sáng hôm sau. Cô viết cái phần thân của nó rơi khoảng tầm 5 đoạn hay 6 đoạn gì đấy. Nó rất rõ ràng nội dung. Thì khi mà người ta đọc ấy, thứ nhất các bạn phải hiểu là đoạn văn để ngắt ý và để cho người ta dễ dàng đọc bài viết của mình và dễ dàng phân loại ý. Mà trong ba xem chấm điểm của bộ thì bao giờ nó cũng có cái dấu trừ, chính là nội dung luận điểm. Và sau cái nội dung nêu cái tên luận điểm người ta sẽ hai chấm. Và sau đó người ta nêu nội dung ý thứ nhất, xong người ta chấm phẩy. Đến nội dung ý thứ hai, người ta chấm phẩy. Đến nội dung ý thứ ba. Thì nếu như nó ngắn thì mình sẽ viết thành một đoạn văn. Nhưng nếu như nó đã dài rơi khoảng tầm một trang rồi thì mình nên tách nó thành một ý khác để mình viết cho bài viết. Thứ nhất là nó thoáng, thứ hai là người ta dễ dàng nhận thức được, người ta dễ dàng thấy được cái nội dung mà bạn thể hiện trong đoạn trích, thì và người ta sẽ đếm cái ý đấy để người ta có thể chấm điểm cho các bạn. Thế nên là lời khuyên của cô Dương ấy, không phải là cứ một luận điểm sẽ là một đoạn văn, mà nếu như luận điểm đấy ngắn thì viết thành một đoạn văn, nếu như luận điểm đấy dài thì viết thành nhiều đoạn. Chúng ta sẽ không quy định là một luận điểm sẽ là một đoạn văn, mà chúng ta sẽ quy định là một ý nội dung, một nội dung thì sẽ viết thành một đoạn văn. Được chưa ạ? Đấy, một nội dung sẽ là một đoạn văn. Nếu như nội dung đấy giả, nếu nếu như mà nó ngắn thì mình nên viết gộp lại. Còn nếu như cái luận điểm đấy, cái ý đấy nó có nhiều ý nhỏ, mà mỗi một ý nhỏ nó lại chiếm cái diện tích khá là lớn trong cái bài viết của mình, thì nên tách nhỏ nó ra. Thứ nhất là để sơ cho nó dễ, thứ hai là để cho người ta nhìn thấy nó thoáng và người ta nhận thức được bạn đang viết về cái gì. Được chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ quy ước với nhau là những ý biểu thị một nội dung thì sẽ là một đoạn văn. Ok, thế nhá. Đấy, vậy các bạn đã biết được thế nào là một đoạn văn. Một đoạn văn sẽ biểu hiện cho một ý và một nội dung. Thì bây giờ các bạn quay trở lại đối với cái đề thi năm 2020. Ok ạ. Cái khăn lau bảng của cô nó hơi ướt một tí nên là các bạn thông cảm. Đấy, cái máy chiếu cô đặt ngay cái chỗ này nên là nó sẽ bị cái bóng ở chỗ đây. Ok, thế nhá. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn giúp cô về đề thi chính thức năm 2020, đề thi chính thức năm 2022. Đó chính là người ta yêu cầu các bạn, đó chính yêu cầu phụ của người ta sẽ là như sau. Yêu cầu phụ của người ta đó chính là anh chị hãy phân tích đoạn trích trên. Thì đoạn trích trên chính là yêu cầu chính. Một đoạn trích trên. Yêu cầu chính là phân tích đoạn trích. Thì cô không nói làm gì đây rồi đúng không? Đấy, phân tích đoạn trích thì cô không nói ở đây làm gì rồi. Nhưng các bạn đến với hai là yêu cầu phụ. Ok, bạn để yêu cầu phụ này. Yêu cầu phụ người ta yêu cầu bạn là liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió ở giữa phá để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa cuộc sống và nghệ thuật. Và các bạn nhìn cho cô vào ba xem chấm điểm. Ba xem chấm điểm nó có hai dấu trừ. Dấu trừ thứ nhất là nó viết như sau: hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích là biểu trưng cho vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn. Nó khác với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá, biểu trưng cho sự vất vả và gian nan của cuộc sống. Đấy chính là ý thứ nhất. Ý thứ hai nó viết như sau: cuộc sống là đối tượng khám phá của nghệ thuật, hướng tới khám phá cuộc sống. Không không chỉ là cái đẹp thơ mộng lãng mạn mà là cái đẹp của sự lam lũ và nhọc nhằn. Thì bây giờ theo các bạn, cái yêu cầu phụ này nên viết thành một đoạn hay mấy đoạn? Thường thường các bạn đi viết yêu cầu phụ là các bạn hay viết một đoạn. Các bạn thường hay viết yêu cầu phụ là một đoạn văn. Đấy, yêu cầu phụ là một đoạn văn.
Nếu như mà trước đây ấy, người ta hỏi các bạn là nhận xét quan niệm của Nguyễn Minh Châu về nghệ thuật và cuộc sống, thì cô đồng ý với các bạn là viết một đoạn văn, bởi vì nó chỉ có một nội dung thôi. Đấy, nhưng theo kiểu đề thi của năm 2022 thì cô lại không ủng hộ các bạn viết một đoạn văn, mà cô khuyên các bạn nên viết thành hai đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất nó chính là cái ý này, là cái ý liên hệ. Thế nhá, đoạn văn thứ nhất nó chính là ý liên hệ. Ok, cái A là biểu thị điều gì và cái B là biểu thị điều gì và chúng nó đấy giống và khác nhau ở cái gì. Và sau đó là các bạn sẽ viết đoạn văn 2 là cái điều rút ra. Rút ra cho nó rõ ràng. Rút ra mối quan hệ đấy giữa nghệ thuật và cuộc sống. Cô sẽ viết thành hai đoạn văn. Mỗi đoạn rơi vào khoảng tầm 1 phần 200 giấy thi thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 giấy thi. Còn nếu như bạn nào mà viết tốt hơn, mà bạn nào viết viết khá hơn thì bạn hoàn toàn có thể viết thành hai trang, thì tùy các bạn nha. Đấy, ok, xong chưa? Thì đấy chính là cái điều mà cô muốn nói. Cái điều mà cô muốn nói đó chính là đối với cái yêu cầu phụ mà nó có hai yêu cầu nhỏ thì nên viết thành hai đoạn. Cái đoạn này có thể dài hơn cái đoạn này, cái đoạn này có thể dài hơn cái đoạn này. Nhưng mà nếu như cái dung lượng các bạn viết nó lớn hơn một trang thì nên tách thành hai đoạn. Còn nếu như cái dung lượng mà các bạn viết nó không đủ để làm thành một trang giấy thi thì tốt nhất nên viết thành một đoạn. Thế nhá. Đấy, nếu như cái dung lượng các bạn viết nó rơi khoảng tầm một trang thì viết thành hai đoạn. Đấy, cái ý thứ nhất là 1 phần 2 trang. Được chưa ạ? Cái ý thứ hai là 1 phần 2 trang, là tổng cộng vào là các bạn có một trang là vừa. Còn nếu như mà các bạn viết ngắn hơn thì tốt nhất thì viết thành một đoạn thôi, tách ra làm cái gì cho nó mệt mỏi ra. Vậy chúng ta sẽ quy định với nhau rằng nếu như chúng ta viết ngắn thì sẽ viết thành một đoạn văn, còn nếu như chúng ta viết dài thì chúng ta sẽ viết thành hai đoạn văn. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn, thứ nhất là cách viết một đoạn cái đã. Thì một đoạn chắc chắn là chúng ta có hai ý, đúng không ạ? Ý thứ nhất đó là cái này, ý thứ hai đó là cái này. Vậy thì chúng ta sẽ phải viết như thế nào để cho, thứ nhất là cái bài, vì các bạn là mục tiêu chín, nếu như mà các bạn là nhóm trọn vẹn thì cô sẽ hướng dẫn kiểu khác, còn vì các bạn là mục tiêu chín, các bạn là nhóm chuyên sâu nên là cô sẽ hướng dẫn cách viết khác, được chưa ạ? Rồi bây giờ cô sẽ đến cấu trúc đoạn văn đã. Các bạn có thể viết một đoạn hoặc các bạn có thể gộp nó thành một đoạn hoặc các bạn có thể tách thành hai, tuy nhiên nó vẫn nằm theo cái trong cái kiểu cấu trúc này. Thế nhá. Rồi cấu trúc đoạn văn, cấu trúc phần yêu cầu phụ. Thứ nhất, mở đoạn. Mở đoạn là phải nêu yêu cầu rồi, đúng không ạ? Mở là phải nêu yêu cầu của đề. Có khác gì cái này đâu. Đây, liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió ở giữa phá. Thì các bạn phải gì ạ? Bạn phải nêu được hình ảnh con thuyền trong hình ảnh con thuyền ở bức ảnh và hình ảnh con thuyền ở giữa phá, phải nêu được yêu cầu của đề. Có đúng không ạ? Nhưng nêu như thế nào để cho nó hay thì thay vì bạn nêu một cách trần trụi thì bạn hãy dẫn bằng một nhận định văn học. Ok, hãy dẫn bằng một nhận định văn học, được chưa? Nhận định văn học hoặc nhận dẫn, ok, dẫn ra bằng một nhận định văn học. Bởi vì hình ảnh con thuyền nó chính là gì ạ? Nó chính là chi tiết nghệ thuật. Và cô nhớ không nhầm là trong cái file mà cho các bạn về 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 120 cái nhận định nhá, là trong đó có nhận định về chi tiết nghệ thuật. Thì hãy dẫn dắt, bởi vì chắc chắn với bạn là yêu cầu phụ nó sẽ hỏi các bạn về một chi tiết nào đấy, có thể là chi tiết tiếng sáo, có là thể là chi tiết mị, có thể là chi tiết các bạn để ý trong vở nhạc đấy thì sẽ có, đó là chi tiết gọi là bức tranh ngày đó. Mở đầu tác phẩm là một bức tranh tăm tối và kết thúc tác phẩm là một bức tranh ánh sáng. Rồi mị cũng thế, mở đầu tác phẩm đó chính là mị lùi lũi câm nín, còn kết thúc tác phẩm là mị trỗi dậy và vùng lên, đúng không ạ? Đấy, đó chính là cái đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng tác phẩm.
thì đó cũng chính là một cái mà các bạn có thể dẫn dắt vào. Các bạn có thể dẫn dắt là một nhận định văn học về chi tiết nghệ thuật. Và chắc chắn với các bạn một điều là nếu như yêu cầu phụ theo cái kiểu này thì nó sẽ hỏi về một chi tiết hoặc là một hình ảnh, thì hãy lấy những cái nhận định liên quan đến chi tiết. Thứ hai nữa là đấy, theo các bạn thì chúng ta dẫn dắt được bằng cái nội dung gì nữa? Dẫn dắt được bằng nội dung gì? Đây cô sẽ có thể lấy ví dụ cho bạn ở trong cái cuốn sách hồng của cô nhá. Đây là cái bảng thảo. Đây cuốn sách hồng. Cuốn sách hồng của cô thì cái cuốn này đang in. Đấy. Ok ạ. Có yêu cầu phụ như sau là phân tích hình ảnh mị trong đoạn trích, là cái đoạn mà lần lần mấy năm sau, mấy năm qua bố mị mất đấy. Và người ta yêu cầu đó chính là phân tích sự tê liệt sức sống của mị trong đoạn trích trên, từ đó liên hệ hình ảnh mị cuốn tóc, rồi mị muốn đi chơi, mị sắp đi chơi, mị lấy chiếc váy trong vách để làm nổi bật sự trỗi dậy của người lao động dưới dưới ngòi bút của nhà văn Tô Hoài. Thì đấy là đang liên hệ đúng không ạ? Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh bị lùi lũi câm nín. Và đó chính là biểu trưng cho cô Mị bị tê liệt. Cô Mị bị chà đạp. Cô Mị bị áp bức đến tận cùng của đau khổ. Còn cái hình ảnh là Mị cuốn lại tóc, Mị muốn đi chơi, Mị sắp đi chơi, Mị lấy chiếc váy hoa trong vách để đi chơi, thì đó chính là hình ảnh bị trỗi dậy với sức sống tiềm tàng, với lòng ham sống và khát vọng sống. Đấy, thì đấy chính là sự đối lập. Thì trong cái phần sách hồng ấy thì cô sẽ viết như sau. Đó chính là nếu như trước đây ta đã từng phải chứng kiến một chị dậu vùng chạy lên trong đêm tối, một lão hạc ăn bà chó để tự tử, và một chí phèo tự kết liễu đời mình để được giải thoát trong những tác phẩm văn học trước năm 1945, thì đến với cây bút được giác ngộ cách mạng của nhà văn Tô Hoài sau năm 1945, ta thấy được con người đã không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà biết trỗi dậy, biết vươn lên để chiến đấu với hoàn cảnh, để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn. Điều đó được thể hiện qua nét sự trỗi dậy của nhân vật Mị trong đoạn trích. Từ chỗ Mị tê liệt sức sống, mất hết hy vọng và bị giam cầm quá lâu trong nhà thống lý Pá Cha, và đặc biệt là bị ăn mòn nhận thức khi sống trong căn buồng lỗ vuông bằng bàn tay, thì Mị đã thức tỉnh chính mình khi có sự tác động của tiếng sáo, men rượu và những đó, ok, để đến với hành động, bị cuốn lại tóc, bị muốn đi chơi, bị sắp đi chơi, được chưa? Xong chưa? Thì đấy chính là cũng là một cái cách mà cô dẫn vào nội dung. Thì cái cách mà cô dẫn vào nội dung đấy thì là cô cách theo kiểu gọi là đặc điểm văn học của thời kỳ đấy. Bởi vì kiểu gì thì kiểu nó cũng liên quan đến chi tiết. Đấy, kiểu gì thì kiểu nó vẫn liên quan đến cái đích đến cuối cùng của tác phẩm, đó chính là viết về quá trình đến với cách mạng của người lao động. Cô đã hướng dẫn các bạn trong tác phẩm rồi. Cô đã hướng dẫn bạn trong tác phẩm đó chính là văn học kháng chiến, truyện ngắn kháng chiến. Truyện ngắn kháng chiến thì sẽ hướng đến cái sự trỗi dậy và con người vươn lên làm chủ cuộc sống. Cô đúng không ạ? Họ từ đau thương để họ trỗi dậy và họ vươn lên. Thì cô Mị là người đi từ đau thương để vươn lên trỗi dậy, và cái sự trỗi dậy đấy là cái sức sống ở bên trong người ta. Nó đến từ khao khát tự do và khao khát hạnh phúc. Đúng không ạ? Đấy, thì cô sẽ sử dụng dẫn dắt đó chính là đặc điểm văn học thời kỳ đấy. Ok, đặc điểm văn học, đặc điểm văn học giai đoạn đấy. Còn cũng có một cái cách dẫn dắt nữa, đây là dẫn dắt chi tiết ở trong cái cuốn sách hồng, thì tại vì trong đấy nó đang có yêu cầu phụ nên là cô sẽ đọc yêu cầu phụ thôi. Ok, hoặc là trong một cái cuốn sách, trong một cái bài khác đi, thì nó yêu cầu phụ. Ok, đấy, thì có một cái yêu cầu phụ là phân tích bức tranh tứ vị, phân tích cái đoạn nhớ gì như nhớ người yêu á, để từ đó làm nổi bật cái tính dân tộc trong thơ của Tố Hữu. Thì cô sẽ dẫn dắt như sau: từ việc chiêm nghiệm và khám phá những cái hay cái đẹp của thơ, của bài thơ Việt Bắc nói chung và đoạn trích trên nói riêng, ta thấy được quả thực sức mạnh và sức bền trong thơ Tố Hữu là tính dân tộc. Đấy, thì chúng ta sẽ đi từ cái nhận định văn học, một là về chi tiết, hai đó chính là gì ạ? Về sáng, sự sáng tạo. Ok, hai đó là sự sáng tạo của nhà văn. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách sáng tạo riêng, mỗi người sẽ có một cái cách ẩn ý riêng trong cái cách thiết kế tác phẩm người ta.
Và cái nhận định tiếp theo mà các bạn có thể đưa vào để các bạn dẫn dắt đó chính là gì ạ? Đó chính là nhận định về cái hay, cái đặc sắc của một ai đó về tác giả, tác phẩm. Ok. Ok, về tác giả và tác phẩm. Ok chưa ạ? Còn nhiều kiểu dẫn dắt khác nữa. Nhiều kiểu dẫn dắt khác nữa, tự chúng ta linh hoạt. Đây là những cái mà cô hướng dẫn các bạn để các bạn viết mở đoạn cho yêu cầu phụ. Dẫn dắt để vào xử lý yêu cầu phụ. Được chưa? Các bạn có thể dẫn dắt nhận định văn học về chi tiết này, về sự sáng tạo này, về cái nét đặc sắc của tác giả tác phẩm để dẫn đến cái nội dung mà mình viết. Được chưa? Đấy, đấy chính là cái mà các bạn có thể dùng. Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt từ đặc điểm văn học thời kỳ này. Hoặc bạn hoàn toàn có thể liên hệ với một tác phẩm, hoặc là liên hệ với một tác giả nào đó, tác phẩm nào đấy. Ok, liên hệ. Nhưng cô lại không ủng hộ lấy liên hệ ở chỗ này. Bởi vì lát nữa cô sẽ sử dụng đến liên hệ. Và một đoạn văn yêu cầu phụ mà mình liên hệ quá nhiều thì thành ra nó là nhàm. Mình chỉ liên hệ một cái thôi. Đấy, vậy thì cái này nó sẽ để trong cái chỗ mở rộng để mình liên hệ thì nó tốt hơn là việc mà mình sử dụng ở đây. Được chưa ạ? Thế nên cái chỗ liên hệ này mình sẽ dùng ở cái phần mở rộng mà cô không ủng hộ là các bạn sẽ viết vào chỗ này. Ok. Đấy, sau đó là các bạn vào nội dung. Bạn mở đoạn xong rồi đến phần thân. Đấy, là các bạn bắt đầu vào nội dung phân tích nha, thân đoạn. Thân đoạn thì cô vừa mới nói rồi. Đúng không ạ? Thân đoạn cô vừa nói rồi, các bạn có thể viết thành một đoạn văn ngắn. À chứ nhầm, bạn có thể viết chung nếu như nó ngắn, hoặc bạn tách riêng thành hai ý. Đúng không? Sau đó là bạn sẽ đi kết. Ok, kết hai nội dung nhá. Nội dung 1 này. Đấy, và nội dung 2 cô vừa mới phân tích cho các bạn ở trong cái màn slide trước xong. Được chưa? Sau đó là bạn đi kết. Nhưng mà trước kết thì để làm gì ạ? Kết là để khẳng định nội dung. Khẳng định cái hay. Đấy, khẳng định cái hay, khẳng định cái đặc sắc. Đúng không ạ? Khẳng định cái thú vị, cái dụng ý của cái chi tiết đó, của cái chi tiết nghệ thuật mà người ta yêu cầu các bạn phân tích và người ta yêu cầu các bạn liên hệ. Tuy nhiên trước khi kết nếu như bạn học viết tốt, bởi vì các bạn đang là 9 cộng. Đấy, thì các bạn hãy cho cô một cái phần liên hệ là tại kể, có nghĩa là cái thứ nhất là ví dụ như người ta cho các bạn về hai hình ảnh. Đó chính là hình ảnh đầu tác phẩm và kết thúc tác phẩm. Thì cái dụng ý của nó là gì? Là nói về cái quá trình trỗi dậy của nhà văn. Thì bạn sẽ liên hệ đối với vợ chồng A Phủ cũng có cái kiểu như thế. Hoặc là bạn sẽ liên hệ là à trước đây thì người ta không có, nhưng bây giờ thì người ta lại nhấn đến cái nội dung đấy. Ví dụ như trước đây với những tác phẩm như của Ngô Tất Tố này, của Nam Cao này, thì không nói về sự trỗi dậy của con người. Đúng không ạ? Không nói về sự trỗi dậy của con người. Và kết thúc tác phẩm nó vẫn để lại cho người ta một sự đau thương. Kết thúc tác phẩm nó vẫn để lại cho người ta một sự đau đớn. Và kết thúc tác phẩm nó vẫn để lại cho người ta một cái gì đấy rất ám ảnh. Ví dụ như chuyện ngắn Chí Phèo. Nó không hề có ánh sáng. Nó chính là một sự tăm tối. Nó chính là một cái kết rất là ám ảnh. Một cái kết rất là đau đớn. Nó để lại cho ta rất là nhiều suy ngẫm. Nó để lại cho chúng ta rất là nhiều đau đớn. Hoặc là hình ảnh cái lò gạch cũ ở trong chuyện ngắn Chí Phèo. Mở đầu chính là hình ảnh Chí Phèo xuất hiện trên cái lò. Và kết thúc cũng chính là hình ảnh Thị nhìn xuống cái bụng và nghĩ đến cái lò. Đấy thì đấy cũng chính là cái hình ảnh giống y hệt như như chiếc thuyền ngoài xa, là cũng có hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tác phẩm và hình ảnh cuối tác phẩm. Nhưng cái nội dung của nó truyền tải thì lại khác. Cái dụng ý nghệ thuật mà tác giả nhắn gửi thì nó lại là khác. Đó, thì bạn hoàn toàn có thể so sánh là à, đối với những cái nét đặc sắc nghệ thuật, đối với những cái chi tiết nghệ thuật truyền tải cái dụng ý cũng như tư tưởng của tác giả. Đấy, tư tưởng của tác giả thì mình sẽ thì tư tưởng của tác giả thì mình sẽ đi liên hệ là à tác phẩm A đối với tác phẩm văn học sau năm 1975 à sau năm 1945 thì nó sẽ có cái dụng ý gì? Đấy, nó đã có một cái sự chuyển biến gì? Còn so với những tác phẩm năm trước năm 1945 thì nó truyền tải nội dung gì? Bạn có hoàn toàn có thể so sánh hai cái chi tiết như thế. Được chưa ạ? Bạn hoàn toàn có thể so sánh hai cái nội dung như vậy. Thì đó chính là cái kết cấu của tác phẩm mà bạn cần phải lưu ý về cái phần này. Vậy đã biết là nắm được là cái phần yêu cầu phụ thì các bạn sẽ viết cái gì chưa? Yêu cầu phụ các bạn, cái kết cấu tác phẩm thì các bạn đã viết cái gì chưa? Cần phải viết cái gì chưa? Cần phải viết cái gì chưa? Ok, hình dung được chưa? Cái này mình cũng sẽ lấy linh hoạt nhé. Cái phần liên hệ này mình cũng linh hoạt nhé. Mình có thể viết ở cái ý trên, hoặc mình có thể viết ở cái nội dung 1.
xong rồi mình sẽ liên hệ, xong mình kết nối đến nội dung hai đấy, hoặc là mình dùng chốt cho cả hai nội dung, tùy vào cái sự linh hoạt trong cái quá trình viết và tùy vào cái mạch viết của các bạn. Nhưng mà nó sẽ đảm bảo được yếu tố thứ nhất, đó chính là dẫn dắt vào, thứ hai là nội dung, và thứ ba là liên hệ, và thứ tư đó chính là khẳng định lại nội dung. Ok chưa? Xong chưa? Đấy, đấy chính là hai cái, ba ý, bốn ý về yêu cầu phụ mà các bạn cần phải nhớ. Nào, nhớ cho tôi về yêu cầu phụ, không đến lúc lại bị lên bảo là bây giờ làm nào để viết yêu cầu phụ hay thì bắt đầu là hơi mệt đấy nhá. Các bạn năm nay là các bạn phải yêu cầu phụ khó hơn một tí, bởi vì nó không thể nào dễ dàng như cái năm ngoái được, bởi vì năm ngoái cái yêu cầu phụ nó đã khó hơn những cái năm trước rồi, thì năm nay cái yêu cầu phụ nó không đơn thuần chỉ là nhận xét đặc sắc về nội dung hay là đặc sắc về nghệ thuật nữa, được chưa ạ? Thế nhá. Ok, vậy cô sẽ tổng kết lại cái phần yêu cầu phụ, cái kết cấu bạn sẽ phải viết như thế nào. Kết cấu yêu cầu phụ phải đảm bảo cho cô. Yêu cầu phụ phải đảm bảo cho cô những nội dung sau. Một là dẫn dắt vào, cái phần dẫn dắt này cũng hơi mệt đấy nha. Đấy, dẫn dắt nha, dẫn dắt bạn có thể dẫn dắt trực tiếp cũng được, hoặc bạn dẫn dắt bằng nhận định văn học cũng được, bởi vì chín cộng thì nó sẽ thiên về lý luận đấy, không phải là lý luận nó sẽ quyết định tất cả, nhưng mà thường thường người ta sẽ chuộng về lý luận. Vậy thì cái điều đầu tiên là dẫn dắt, chú ý cách dẫn dắt. Cái thứ hai là mình sẽ phải đáp ứng về nội dung. Nội dung thì các bạn có thể viết gộp hoặc là các bạn viết tách, tùy các bạn nhá. Đấy, nội dung, được chưa ạ? Nội dung ý một ý hai các bạn có thể viết gộp lại hoặc là các bạn có thể viết tách, tùy. Cái thứ ba đó chính là liên hệ, đây chính là nội dung này, đây chính là nội dung, còn đó chính là phần liên hệ và mở rộng, liên hệ và mở rộng đấy. Cái phần thứ tư đó chính là kết, nghĩa là khẳng định lại vấn đề đấy ạ, đừng có không khẳng định nữa là hơi mệt luôn. Đây chính là bốn ý mà các bạn cần phải làm để giải quyết cho yêu cầu phụ. Ok chưa? Đấy, tuy nhiên cái khó khăn ở đây là gì biết không? Cái khó khăn ở đây là gì biết không? Đấy, thử ai nói cho tôi cái khó khăn mà các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ phải đối mặt đối với cái phần này là gì ạ? Nào, ai có thể trả lời được không ạ? Trả lời cho cô là theo các bạn thì cái này nó khó khăn ở cái chỗ nào? Yêu cầu phụ ở đây khó khăn ở chỗ nào? Phải tìm ra được cái khó của nó để mình có thể giải quyết cái khó. Xem nào. Phải tìm được cái khó chứ. Ok, cái khó ở đây biết là gì không? Cái khó ở đây nó nằm ở cái gì? Cái khó ở đây nó nằm ở một cái chỗ như thế này. Lưu ý cho cô những cái khó mà các bạn cần phải chú ý, những cái lưu ý mà các bạn cần phải chú ý để có thể giải quyết được yêu cầu phụ một cách tốt nhất. Lưu ý thứ nhất là chú ý những chi tiết nhỏ. Có thể nó sẽ là những chi tiết bạn không ngờ tới. Các bạn có biết là khi mà thích cái đề thi để về á, có rất là nhiều bạn kêu gào là ô thế hình ảnh con thuyền ở giữa phá nó là cái đoạn nào thế? Tao còn chưa có ý niệm về cái con thuyền ở giữa phá. Đấy, có rất là nhiều bạn học sinh nói thế.
Nhưng may quá học sinh cô Dương thì lại được nói về con thuyền giữa giữa phá rồi. Đấy được đúng không? Cho khi mà học gọi là tổng ôn đi lượt lại một lần ấy. Đấy là cô Dương đã cho các bạn ấy ôn về con thuyền ở giữa phá. Đấy, nha. May quá. Đến phút cuối đến nó có nghĩa là một tháng trước khi thi là cô Dương cho cày về 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 những cái có nghĩa là cái dạng đề so sánh kiểu như năm 2017. Thế vô tình đi thi nó lại trúng luôn. Trời ơi, cảm giác hạnh phúc cực kỳ luôn. Đấy, ok. Đấy chính là năm ngoái. Vậy thì các bạn cần phải lưu ý như này. Thế nên cô mới nói các bạn phải đọc kỹ tác phẩm. Có rất là nhiều bạn học bời hơn. Riêng người ta chỉ hoặc là kể cả trên chương trình mà các bạn phân tích thôi, là người ta cũng chỉ phân tích gọi là bức ảnh nghệ thuật, câu chuyện trên bãi biển và câu chuyện ở toán huyện. Một cái đoạn hoặc là câu chuyện kết thúc tác phẩm. Còn cái đoạn bờ phá đấy thì dường như là không phân tích, kể cả trên lớp hay là kể cả bạn học thêm. Đấy cũng chính là một cái mà các bạn cần phải lưu ý, là các bạn phải chú ý những chi tiết nhỏ. Ví dụ như chi tiết lá ngón. Đấy. Hoặc là gì ạ? À, chi tiết gọi là đám người đói đi trên đê sổ. Hoặc là cái chi tiết mà người vợ nhặt ăn. Cái cảm xúc của người vợ nhặt ăn khi ở chợ và cảm xúc của người vợ nhặt ăn khi mà trong bữa cơm gia đình. Đúng không ạ? Cảm xúc của bà cụ tị bà cụ tứ đấy, sự thay đổi trong tâm trạng của bà cụ tứ, nghĩa là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết mà nó có sự kết nối. Ok, những chi tiết nhỏ này, những chi tiết có sự kết nối. Những chi tiết có sự kết nối. Những chi tiết truyền tải dụng ý nghệ thuật của nhà văn. Và những chi tiết làm nổi bật tác nhân vật. Làm nổi bật nhân vật. Ok chưa? Xong chưa? Đấy. À, hoặc là các bạn sẽ để ý giúp cô là trong cái chuyện trong cái tùy bút người ở sông Đà, là các bạn cứ để ý giúp cô là có hai cái hình ảnh vô cùng là ấn tượng, đó chính là cuộc sống của người ở sông Đà là cuộc chiến giành lại cuộc sống của người đó ở sông Đà là sự là giành sự sống từ tay con thác. Vậy cuộc sống của người đó ở sông Đà là giành sự sống từ tay con thác về tay mình. Biết đâu người ta cho các bạn một đoạn văn về người đó ở sông Đà giao chiến với con sông, xong rồi từ đó liên hệ với hình ảnh người cuộc sống của người đó ở sông Đà là giành sự sống từ tay con thác về tay mình. Đấy cũng chính là một ý văn làm nổi bật dụng ý nghệ thuật, làm nổi bật đối tượng phân tích, được chưa? Cho cái nội dung mà mình viết. Đấy cũng chính là một cái. Nên là để có thể lưu ý được những chi tiết nhỏ, các bạn đọc kỹ tác phẩm hộ tôi nhá, đọc kỹ tác phẩm. Đấy, không đến lúc là toang đấy. Và chú ý cả những chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ nó sẽ không cả cái chữ nhỏ. Cái chữ nhỏ nó có thể không cho vào phân tích đâu. Đấy, chữ nó phải chọn chữ to, ví dụ như trong truyện ngắn vợ chồng vợ nhặt đấy là có những chữ chữ nhỏ. Đấy rồi trong vợ chồng A Phủ nó cũng có chữ nhỏ. Đấy các bạn nhìn đi, nhìn sách giáo khoa mà xem. Đấy lại nó lại không để biết đâu là chữ nhỏ, đâu là chữ to nữa thì tôi chết luôn. Được chưa ạ? Đây, cái chữ nhỏ là thế này. Cái chữ nhỏ đấy chính là cái đoạn mà đây, sáng hôm sau mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý bá cha. Họ nhốt mị vào buồng. Vào ở ngoài kia vách tiếng nhạc nước tiếng à chứ là tiếng nhạc sinh tiền đúng không ạ? Đấy, sinh tiền hay còn gọi là sinh tiền hay còn gọi là xanh tiền đấy đúng không ạ? Đó, cúng trình ma đương dập dờn nhảy múa, trong đó A Phủ đến A, trong khi đó A Phủ đến nhà mị nói tôi đã cướp được con gái bố về nuôi rồi, về cúng trình ma rồi, bây giờ là đến trình cho bố biết thôi, tiền cưới bố tôi bảo là đưa cho bố cả rồi. Bố tính sao tính. Rồi đến cái chi tiết đó chính là gì ạ? Là có đến hàng mấy tháng đêm nào mị cũng khóc. Một hôm mị trốn về nhà. Thì đấy, người ta có thể cho bạn cái hình ảnh đó chính là mị kết thúc truyện. Sau cái yêu cầu đó chính là liên hệ với hình ảnh mị khóc, mị trỗi dậy. Thì cái việc mà mị khóc ấy, cái việc mà mị trốn về nhà ấy, nó cũng chính là một cái sự phản ứng của mị trước hoàn cảnh. Đúng không ạ?
phản ứng của mị trước hoàn cảnh. Rồi người ta có thể cho bạn đến cái đoạn là mị trỗi dậy rồi mị đi chơi, rồi mị trỗi dậy là mị sửa soạn váy trong vách. Đó, xong người ta yêu cầu bạn liên hệ với hình ảnh mà mị trốn về nhà bố. Đấy, với hai dòng nước mắt đỏ hoe. Thì đấy cũng chính là một cái nội dung mà người ta có thể hỏi. Hoặc là khi nói về vợ chồng vợ nhặt chẳng hạn, nó có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ trong đấy. Nó rất là nhiều, khá là nhiều cái chữ nhỏ. Thế là bạn cũng cần phải chú ý đến cái những chi tiết nhỏ. Được chưa ạ? Đấy, thứ nhất là chú ý những chi tiết nhỏ, những chi tiết có sự kết nối, những chi tiết làm nổi bật dụng ý nghệ thuật, những chi tiết làm nổi bật nhân vật. Đấy là cái mà bạn cần phải lưu ý. Cái thứ hai nữa mà các bạn cần phải chú ý cho cô, đây chính là cái thứ nhất mà bạn cần phải chú ý nhá. Cái thứ hai mà các bạn cần phải chú ý giúp cô, đấy chính là tự dưng nói cái gì quên. Cô vừa mới nói cái gì cô lại quên, rồi cô gặp cái quyển sách và là cô lại quên. Chết rồi. Chết rồi, tự dưng nói cái gì nó lại quên rồi. Ok. Tự dưng nói cái gì quên rồi nhỉ? Thôi, ok, tự dưng quên. Đọc kỹ tác phẩm này. Ok, rồi, để làm được những cái này á. Bạn thấy là trong cái ý một là sẽ soi thấy cái hình ảnh con thuyền A, cái hình ảnh Nga nó biểu trưng cho điều gì, và cái hình B biểu hình cái hình ảnh B nó biểu trưng cho điều gì, thì các bạn sẽ phải tiến đến một nội dung, đấy chính là bao quát hình ảnh. Ok chưa? Đấy, hình ảnh nha. Hoặc là người ta có thể ở trong cái tác phẩm này thì nó là hình ảnh, còn ở trong cái tác phẩm khác thì nó cho là chi tiết, thì các bạn biết làm nào, đúng không ạ? Đấy, hình ảnh B. Hoặc người ta cũng có thể cho là chi tiết nha. Đấy, người ta cũng có thể cho là chi tiết nha. Và để làm nổi bật được cái này thì bạn phải khái quát được cái, bạn phải hiểu được bản chất của chi tiết đấy muốn nói đến điều gì. Ok, bản chất của nội dung. Ok chưa? Bản chất của nội dung. Xong chưa? Bản chất của nội dung. Đấy, bản chất của nội dung. Ví dụ như là hình ảnh mị câm nín thì sẽ biểu trưng cho điều gì? Rồi hình ảnh mị trỗi dậy là biểu trưng cho điều gì? Ví dụ như là hình ảnh A này là biểu trưng cho điều gì? Là biểu trưng cho nghệ thuật, là biểu trưng cho cái gì đẹp đẽ, đúng không ạ? Rồi hình ảnh con thuyền chống chọi bờ phá là biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho sự lam lũ, biểu trưng cho sự cực nhọc, để kiêng cho những cái sóng gió phong ba, đúng không ạ? Thì cuối cùng bạn phải hiểu là bản chất của cái chi tiết đấy, bản chất của cái hình ảnh đấy là gì. Và cái nội dung này nó sẽ ẩn sau cái sự khái quát nội dung. Và nó chính là cái mà cô đã dạy các bạn, phân tích các bạn. Nhưng nó không nằm ở cái việc đơn lẻ nữa, mà bạn phải hiểu bản chất tác phẩm. Đấy, bạn phải hiểu bản chất tác phẩm. Hôm trước thì có một bạn nhắn tin cho cô, đấy chính là bạn Tông Trung. Bạn này bạn nhắn tin cho cô, bạn bảo là chứ cô ơi, cô không dạy phân tích chi tiết à? Đấy, phân tích chi tiết mà em thấy à, bên A, bên B, em thấy người A, người B là họ dạy phân tích chi tiết. Em ơi, thứ nhất đấy là đề thi của bọn em là phân tích đoạn trích. Nên cái điều đầu tiên mà em cần phải làm ấy là phân tích đoạn trích. Được chưa ạ? Xong rồi bạn có hỏi câu là thế trong cái hình ảnh gọi là xóm ngụ cư đầu chuyện ngắn vợ nhặt đấy, thì đấy là chi tiết. Đấy không phải là chi tiết, đấy là đoạn trích. Và bạn sẽ để ý một điều là ở trong cái bức tranh xóm ngụ cư ở đầu tác phẩm ấy, nó chính là bao quát cho nội dung, và nó chính là nơi truyền tải dụng ý và bản chất của tác phẩm một cách tốt nhất, và nó khái quát tình huống chuyện. Thế nên là có một cái điều mà khi mà các bạn đi học đến cái phần nâng, đây là cái phần nâng cao nha các bạn nhé. Trước khi bạn đến cái nâng cao này, bạn phải làm tốt cho cô và làm xuất sắc cho cô yêu phân tích đoạn trích cái đã. Được ạ? Còn những cái chi tiết nghệ thuật ấy là nó chỉ truyền tải cái dụng ý nghệ thuật mà thôi. Nó sẽ đáp ứng cho yêu cầu phụ là nhiều, và nó đáp ứng cho những bạn nào có thể bình được tác phẩm và có thể liên kết được tác phẩm, và những bạn nào mục tiêu cao thì bạn mới làm rõ cái đấy thôi. Được chưa? Đấy là một cái mà bạn cần phải lưu ý cho cô này. Khi mà người ta hỏi đến hình ảnh, người ta hỏi đến chi tiết, và người ta hỏi đến một cái nội dung cụ thể nào đấy, thì
phải hiểu bản chất nội dung đấy muốn nói cái gì, muốn truyền tải thông điệp gì, muốn thể hiện nội dung gì, và nó là nơi và nó là ý để làm nổi bật bản chất của tác phẩm. Được chưa? Hình ảnh bị câm nín nó thể hiện cho điều gì? Đúng không ạ? Hình ảnh bị câm nín nó thể hiện cho sự bị chà là, bị áp bức, bị bóc lột. Và đó chính là nỗi đau của con người. Còn bản chất của sự vươn lên, bản chất của sự vùng dậy, bản chất của sự trỗi dậy là thể hiện cho điều gì? Bản chất của sự vươn lên, sự vùng dậy, sự trỗi dậy là thể hiện cho cái vẻ đẹp tâm hồn của người lao động. Vậy bây giờ nó cho các bạn hai chi tiết. Người ta cho các bạn đoạn trích là bị câm nín, và người ta yêu cầu bạn là từ đó liên hệ hình ảnh bị trỗi dậy trong hành động. Đó chính là bị lấy chiếc váy rồi bị chuẩn bị đi chơi, bị sắp đi chơi. Thì nó thể hiện cho nội dung gì? Thì các bạn cần phải nắm được. Được chưa ạ? Các bạn cần phải nắm được. Đấy, nắm được. Thế nha. Đấy là cái mà bạn cần phải lưu ý nha. Cái mà bạn cần phải lưu ý. Cái này là cái nhiều học sinh chết. Đôi khi các bạn chỉ biết so sánh thôi. Đôi khi các bạn gọi là, và chính khi mà cái này ra bạn sẽ thấy là nó giống nhau và nó khác nhau để thể hiện gì ạ? Còn cái cuối cùng nữa, cái thứ ba mà bạn phải lưu ý đó chính là bạn phải rút ra được sự giống và khác nhau. Mục đích của sự giống và khác nhau đấy để làm gì? Nha, mục đích là bạn rút ra được cái giống. Cái giống và khác nhau. Hình đây bạn thấy là trong cái nội dung này này, hình ảnh con thuyền ở trong đoạn trích thì biểu trưng cho vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn. Đấy, còn hình ảnh con thuyền đang chống chọi giữa bờ phá thì là biểu trưng cho sự vất vả. Thì giống nhau, nó là hình tượng nghệ thuật. Có đúng chưa? Nó là hình tượng nghệ thuật. Vậy giống nhau ở đây nó chính là giống. Nó chính là hình tượng nghệ thuật. Xong chưa? Còn khác ở đây nó chính là gì ạ? Khác ở đây nó chính là gì? Khác đây là cái A là biểu trưng cho vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn. Còn cái B là biểu trưng cho vẻ đẹp gì ạ? Sự vất vả gian nan. Thì nó đối nghịch nhau. Đúng không ạ? Vậy thì cái đối nghịch nhau này, cái mục, cái dụng ý của nó là gì? Cái dụng ý của nó là đôi khi nghệ thuật và cuộc sống ấy, nó giống nhau. Nghệ thuật và cuộc sống nó giống nhau. Đấy, nhưng cuộc sống ấy thì nó bị che lấp đi. Và chúng ta phải đi sâu vào, chúng ta phải lặn vào, chúng ta phải hòa mình vào thì chúng ta mới có thể nhìn ra nó. Đấy, thì các bạn phải xác định được là cái dụng ý của việc giống và khác nhau đây là gì? Dụng ý của việc đưa hai chi tiết đấy ra để làm gì? Thì cái đó cũng là một cái mà bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn viết về yêu cầu phụ. Còn một cái nữa, đấy chính là cái ý thứ hai này. Ý thứ hai người ta hỏi các bạn là rút ra mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Thì cái này chính là gì? Cái này đó chính là dụng ý của nhà văn, hay còn gọi là quan điểm nghệ thuật hay sáng tác của tác giả. Được chưa? Thì cái dụng ý của nhà văn đó chính là gì ạ? Là phản ánh hiện thực và tô đậm cái tư tưởng nhân đạo cũng như ngòi bút hiện thực của mình để làm nổi bật vẻ đẹp của những con người lao động miền núi. Đúng chưa? Những con người vươn lên, những con người núi rừng Tây Bắc gọi như thế nào? Đấy, thì cái cuối cùng để cho các bạn có thể xử lý được tốt cái phần yêu cầu phụ này, cái thứ tư để cho bạn có thể xử lý được tốt cái phần yêu cầu phụ này, đó chính là nắm chắc tác giả, quan điểm của tác giả, phong cách của tác giả và nghệ thuật của tác giả. Được chưa ạ? Đấy, nắm về cái dụng ý của tác giả, và tác giả sẽ truyền vào tác phẩm để có thể gửi gắm cái tư tưởng đấy. Đây chính là bốn cái lưu ý mà các bạn cần phải nắm khi mà đi xử lý yêu cầu phụ. Đi không? Xử lý không? Thật ra cái quan điểm giữa nghệ thuật và cuộc sống này ấy, nó cũng chính là cái mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, nó chính là quan điểm của Nguyễn Minh Châu về nghệ thuật và cuộc sống, về nghệ thuật và cuộc sống và về người nghệ sĩ đó. Ok chưa? Thấy chưa? Hiểu bản chất thì chắc chắn là các bạn sẽ đi xử lý được thôi. Đấy, đây chính là những điều mà các bạn cần phải chú ý về cái phần yêu cầu phụ. Thấy chưa? Giờ chúng ta sẽ thử một cái đề nhá. Để xem các bạn có làm mà không, và về nhà các bạn viết cho cô cái đấy.
Ok ạ. Viết cho cô cái yêu cầu phụ này. Cô có một cái yêu cầu phụ như sau. Đây đây đây. Nào, lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên thì mị trở dậy thổi lửa hơ tay. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt của A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy cảnh tình như thế, mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói mị, mị cũng phải trói đứng như thế kia, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó đã bắt trói đến chết người đàn bà đời trước ở cái nhà này. Nó cũng thật, chúng nó thật độc ác, cơ chừng đêm nay ngày mai chỉ là chết đau chết đói chết rét phải chết. Người ta là thân đàn bà, nó đã bắt về cúng trình ma rồi thì chỉ biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi, còn người kia việc gì phải chết. A Phủ bị phảng phất nghĩ đám than đã bạc hẳn lửa, mị không thổi cũng không đứng lên, mị nhớ lại đời mình, mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào biết đâu A Phủ cũng chẳng trốn được rồi, cũng đã A Phủ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy bố con thống lý Pá Cha sẽ bảo mị cởi trói cho nó, mị liền phải bị trói thay vào đấy, mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế trong tình cảnh này sợ làm sao mị cũng không thấy sợ và phân tích hành động chết nhầm. Ok, phân tích hành động của mị trong đoạn trích trên, phân tích hình có nghĩa là phân tích tâm trạng của mị, chuyển biến trong tâm trạng của mị trên đoạn trích trên đấy, phân tích sự chuyển biến trong tâm trạng của mị trong đoạn trích trên, từ đó liên hệ hình ảnh đối lập với đầu tác phẩm để làm rõ quá trình trỗi dậy trong nhận thức của người lao động miền núi dưới ngòi bút của nhà văn Tô Hoài. Ok nào. Ok. Đấy, bây giờ có mấy ý? Quan trọng là có mấy ý? Bạn phải ra, quan trọng là nó có những nội dung nào. Bạn phải xác định được nội dung đã, xong rồi bạn mới đi viết được. Chứ bạn mà chưa viết được, xác định được nội dung thì bạn khó mà có thể viết được lắm. Ok. Nào. Thử xem nào. Chờ đợi các bạn. Tức là bạn chỉ nói là nội dung là bạn sẽ viết những cái gì thôi, bạn viết hay ý gì thôi. Đấy, bạn viết hay ý gì thôi. Ok chưa ạ? Viết hay ý gì thôi là sẽ ok. Nhìn gì cô? Nghĩ đi, comment đi. Với cái gì? Nhanh lên. Ok, bây giờ xác định ý đây nha. Có, xác định ý cái đã. Nào. Giờ nó có các ý lớn nè. Ok, theo các bạn, yêu cầu phụ đây, liên hệ hình ảnh đối lập đầu tác phẩm. Đấy, thì các bạn sẽ phải chỉ ra, thứ nhất là hình ảnh đối lập. Hình ảnh đối lập. Thế hình ảnh đối lập ở đây là hình ảnh gì? Đấy chính là, thứ nhất đó chính là hình ảnh mị trong đoạn trích. Hình ảnh mị trong đoạn trích. Đúng không? Đó là hình ảnh gì? Đây, mị trong đoạn trích đấy chính là gì đây ạ? Đây. Thế hình ảnh mị trong đoạn trích nó đang nói về cái gì đây? Đấy. Học rồi mà quên.
Nó chỉ là một từ hạ một một nó gọi là hai từ thôi. Khi mà cô giảng cho bạn cái đoạn này bạn còn nhớ không? Khi mà cô giảng cái đoạn này cho bạn là nội dung gì bạn nhớ không? Đấy, khi mà cô giảng cho các bạn nội dung này cô nhớ y hệt và cô nhớ nguyên si là cô đã nói cho các bạn là đấy, cô đã nói cho các bạn là thứ nhất là mới đầu khi bước vào cái tác phẩm, khi bước vào cái đoạn trích này, khi bước vào cái phân cảnh là Mị là một cô gái tê liệt. Đúng ạ? Mị thản nhiên thổi lửa hơ tay. Đấy, Mị đứng trước A Phủ cũng chỉ dửng dưng lạnh lẽo. Đó chính là sự tê liệt về tình người. Và sau khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ, Mị bắt đầu là gì ạ? Mị nhớ lại mình. Mị nhớ lại người đàn bà đời trước và Mị thương cho A Phủ. Và khi mà Mị thương cho A Phủ, mà kể cả Mị nghĩ rằng Mị bị trói đứng đến chết thay A Phủ, thì Mị vẫn là Mị không sợ. Đấy chính là sự trỗi dậy về tình người. Còn nhớ không? Đúng không? Đấy, vậy thì hình ảnh Mị trong đoạn trích chính là sự trỗi dậy về tình người. Đúng không ạ? Đó chính là sự trỗi dậy về tình người. Đấy. Ok chưa? Còn cái hình ảnh Mị đối lập đầu tác phẩm là gì? Đối lập đầu tác phẩm. À đây, tự vừa vừa cô nhớ ra cái một cái lưu ý mà vừa nói rồi mà cô quên rồi. Lưu ý thứ năm mà các bạn cần phải nhớ về cái yêu cầu phụ đó chính là người ta không hề trích cho các bạn, mà bạn phải tự nhớ, bạn tự hồi tưởng xem là ô cái chi tiết đấy nó như thế nào, cái chi tiết đấy nó ở đâu, cái chi tiết đó ra sao, nó không hề trích cho các bạn. Đấy, nó khó là ở một cái đấy, nó khó ở một cái đó chính là nó không hề trích cho các bạn. Và nếu như bạn không hề đọc kỹ tác phẩm, bạn sẽ không biết được nó ở chỗ nào và không biết nó ở đâu. Như các bạn 2K2 vừa mới thi xong, các bạn không biết hình ảnh con thuyền giữa phá nó ở chỗ nào và có cái chi tiết đấy à. Đấy chính là cái tâm trạng. Và đó chính là cái câu hỏi của rất là nhiều các bạn 2K2 ở trên 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 Facebook. Đó, may quá học sinh cô Dương nó không hỏi là thế hình ảnh chiếc thuyền giữa phá nó ở đâu? Ngồi quay sợi gai bên tảng đá. Lúc thì cái dụng ý của hai cái hình ảnh đối lập này là gì? Chứ không phải là liệt kê ra đấy đâu. Liệt kê ra đấy thì ai mà chẳng liệt kê được. Nêu ra đấy thì ai mà chẳng nêu được. Bạn nêu ra cuối cùng bạn đúc kết là ô thế hai cái hình ảnh nó đang nói cho điều gì? Đúng không ạ? Vậy hai hình ảnh này nó sẽ nói cho cái việc rằng là Mị làm dâu nhà thống lý là bị tê liệt về cảm xúc và tinh thần và bị chà đạp một cách vô cùng dã man. Đấy, và sau đó thì cô ấy đã trỗi dậy trong tình người sau nhiều biến cố. Và đó chính là quá trình trỗi dậy và bạn chuyển đến ý thứ hai. Đây là ý một, đúng không? Và sau đó bạn chuyển đến ý thứ hai, đó chính là sự trỗi dậy, quá trình trỗi dậy. Đấy, quá trình trỗi dậy. Và quá trình trỗi dậy này chính là thể hiện cho ngòi bút nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Nếu như không yêu thương nhân vật, đấy, nếu như không cảm thông cho nỗi đau của nhân vật, nếu như không cho họ một con đường, không cho họ một cái sự vươn lên, không nâng niu trân trọng cái vẻ đẹp trong tâm hồn của họ, không bao giờ Tô Hoài có thể cho tác phẩm của mình, nhân vật của mình theo cái cảm, theo cái mạch là sẽ trỗi dậy cuối tác phẩm như thế này đâu. Vậy thì cái quá trình trỗi dậy ở đây là gì? Đấy, cái quá trình trỗi dậy đây là gì? Quá trình trỗi dậy đây là gì? Quá trình trỗi dậy ở đây đó chính là đi từ đau thương này đến đau thương khác, đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, đi từ sự chà đạp này đến sự chà đạp khác. Có nghĩa là phải đi đến tận cùng của sự chà đạp thì lúc đấy cuộc sống nhiều hình hài mới vẽ ra. Và cuộc sống của người lao động cũng thế, họ bị chà đạp đến tận cùng của nỗi đau và cận kề của cái chết, lúc đấy sức mạnh ở bên trong họ mới vươn lên và trỗi dậy, và để cho họ những hoặc tình huống, những hoàn cảnh để họ trỗi dậy được vẻ đẹp bên trong con người mình. Và đó chính là hành động của, và đó chính là biểu hiện của việc nâng niu trân trọng vẻ đẹp bên trong của con người và cảm thông trước nỗi đau của nhân vật. Được chưa? Đúng chưa? Đấy, thứ nhất là gì ạ? À, người lao động họ đi đến tận cùng của đau khổ, tận cùng của sự chà đạp. Xong chưa? Xong chưa? Đấy, và đây chính là biểu hiện của ngòi bút nhân đạo. Biểu hiện của ngòi bút nhân đạo. Ok, đấy.
Được chưa? Và đó chính là đấy, xong rồi bắt đầu liên hệ đúng không? Ok, liên hệ. Đây là ý một, dẫn dắt vào thì tự dẫn dắt nhá. Ok, dẫn dắt này, cô Dương nói là dẫn dắt. Sau đó là liên hệ. Liên hệ bạn xem có thể hoàn toàn liên hệ à những cái văn học trước năm 1945. Đúng không? Trước năm 1945 thì cái kết nó là sự đau thương. Đúng không? Nhân vật ở trong đó có trỗi dậy nhưng không hề có một cái sự nhưng không hề có một cái sự 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 không hề có cái sự vươn, nhân vật của họ có vươn lên, nhất là họ có trỗi dậy nhưng cái kết cục của nó thì là gì, rất là đau đớn. Kết cục của nó rất là gì ạ? Kết cục của nó rất là ám ảnh, bởi vì giai đoạn văn học đấy, xã hội đấy không cho phép con người ta có một con đường để giải thoát. Nhưng sau năm 1945 và đặc biệt là truyện văn học kháng chiến bám sát với vận mệnh của dân tộc, và lúc này chúng ta đã có ánh sáng của Đảng và con người ở đây gì ạ, họ sẽ đến với cách mạng, và đó chính là quá trình đến với cách mạng. Được chưa? Xong chưa? Đấy, so sánh một tí thế là sẽ ngon lành cánh me luôn, xịn sò luôn, được chưa, ngon luôn. Đấy, thế thì về nhà các ông bà viết cho tôi theo đúng những gì mà nội dung ngày hôm nay tôi được chưa ạ? Đấy, theo đúng những gì mà tôi đã dạy các ông bà, cái cấu trúc bài viết đây chính là yêu bài về nhà của ông bà. Viết một đoạn văn thôi, một đoạn văn tôi khoảng tầm một trang hoặc là trang rưỡi thôi, làm dễ mà, đơn giản mà, đúng không? Đấy, có yếu tố dẫn dắt này, có nội dung này, rồi có liên hệ này, rồi có chốt và khẳng định nội dung. Đấy chính là nội dung bài học ngày hôm nay của các bạn, và buổi sau thì chúng ta sẽ đi đến những nội dung khác nữa cần phải ôn tập. Còn đối với đất nước và gì nhỉ, và cái tác phẩm gì nữa chưa học nhỉ, à đất nước và rừng Sàn Nô, thì đây là tác phẩm không không quan trọng, nên là cô sẽ livestream với các bạn vào buổi vào những cái buổi kiểu như là học bổ trợ ấy. Ok nhá, thế nhá, rồi ạ. Hoặc là cô gửi, ok xong chưa, những buổi bổ trợ thì cô sẽ hướng dẫn bạn cái nội dung đấy, bởi vì cái điều quan trọng nhất là các bạn cần phải xử lý những tác phẩm quan trọng. Thứ hai nữa là phải xử lý tốt cái yêu cầu phụ, bởi vì nó cũng chiếm đến một nửa điểm hoặc là điểm rưỡi đấy, chứ không phải đùa đâu. Và cái yêu cầu phụ năm nay nó khó hơn rất là nhiều so với năm ngoái, nên là các bạn phải chuyên tâm nhiều, và cái yêu cầu phụ năm nay nó quá là nhiều nội dung để làm. Đấy, và sau sau khi bạn học những nội dung này, bạn còn học đến cái yêu cầu khó hơn nữa, biết đâu người ta yêu cầu bạn là phân tích đoạn trích từ đó làm nổi bật một cái nội dung nhận định nào sao, thì bạn cũng cần phải luồng. Còn cái thứ hai nữa là đây chính là hai hình ảnh trong một tác phẩm, biết đâu người ta cho các bạn hai hình ảnh thuộc hai tác phẩm là các bạn quặt cổ luôn. Xong chưa? Đấy là cái điều mà cần phải chú tâm. Ok chưa ạ? Rồi, buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học tiếp theo.